Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế 10 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình căng thẳng tại Hàn Quốc, rạng sáng nay theo giờ địa phương, Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật. Động thái của Tổng thống Yoon được đưa ra vài giờ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật. Truyền thông sở tại cho biết, Tổng thống Yoon đã triệu tập họp nội các để thông qua quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật ban bố vào tối ngày 3 tháng 12. Nội các Hàn Quốc sau đó đã phê chuẩn động thái chấm dứt thiết quân luật vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 12, khoảng 6 giờ đồng hồ sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các quân nhân được triển khai để thực hiện thiết quân luật đã trở về căn cứ và khôi phục trạng thái bình thường. Lần cuối cùng Hàn Quốc ban bố thiết quân luật là vào năm 1979 sau vụ ám sát Tổng thống Park Chung-hee. Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích tại Syria, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện chiến dịch tấn công chung với một lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq nhằm vào các mục tiêu ở miền Bắc và miền Nam Israel trong 48 giờ qua. Cụ thể, theo các nguồn tin an ninh khu vực, quân đội Israel đã tiến hành không kích gần khu vực thủ đô Damas của Syria, khiến một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hezbollah của Liban thiệt mạng. Hiện quân đội Israel không xác nhận thông tin này. Trong khi đó, tại Liban, Bộ Y tế nước này cho biết Israel đã tấn công một thị trấn ở khu vực miền nam nước này bằng thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh hai bên liên tục tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm qua đã cảnh báo nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ, Israel sẽ xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Liban và sẽ không có sự phân biệt giữa quân đội Liban và lực lượng Hezbollah. Đáng chú ý, lực lượng Houthi của Yemen cùng ngày tuyên bố đã thực hiện chiến dịch tấn công chung với lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq nhằm vào một số mục tiêu ở phía Bắc và phía Nam của Israel bằng thiết bị bay không người lái. Trong khi đó, cùng ngày, phong trào Fatah và phong trào Hồi giáo Hamas đã ký một văn bản thống nhất thành lập một ủy ban cùng điều hành giải Gaza sau khi xung đột ở đây chấm dứt. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas thông qua. Theo thỏa thuận, Ủy ban quản lý Gaza sẽ gồm 10 đến 15 nhân vật phi đảng phái có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến kinh tế, giáo dục, y tế, viện trợ nhân đạo và tái thiết. Ủy ban sẽ chỉ bắt đầu công việc sau khi các cửa khẩu biên giới vào Gaza hoạt động trở lại như trước thời điểm tháng 10 năm 2023 và cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập được mở lại theo thỏa thuận năm 2005 dưới sự kiểm soát của chính quyền Palestine và Ai Cập cùng sự giám sát của Liên minh châu Âu-EU. Hiện Israel chưa đưa ra quan điểm có tán thành với kế hoạch thành lập ủy ban trên hay không. Tuy nhiên, Israel lâu nay vẫn bác bỏ mọi vai trò của phong trào Hamas ở Gaza sau khi kết thúc xung đột. Giải Gaza đã nằm dưới quyền kiểm soát của phong trào Hamas kể từ năm 2007. Tuy nhiên, nỗ lực thời gian gần đây nhằm hàn gắn rạn nứt giữa phong trào này và Fatah không đạt được nhiều tiến triển. Hôm qua, Mỹ đã thông báo trừng phạt 35 thực thể được cho là liên quan đến hoạt động bán dầu bất hợp pháp của Iran cho các thị trường bên ngoài. Theo đó, các lệnh trừng phạt nhằm vào những công ty và tàu có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Panama và Hồng Kông, Trung Quốc, trên cơ sở các lệnh trừng phạt trước đó với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Mỹ, Bradley Smith cho biết, việc bán dầu bất hợp pháp của Iran giúp tài trợ cho các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của nước này có nguy cơ gây bất ổn hơn cho khu vực. Do đó, Mỹ cam kết trấn áp những thực thể hoạt động bất hợp pháp này bằng cách sử dụng toàn bộ các công cụ và thẩm quyền của Mỹ. Tuyên bố của đại diện Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, Iran đã dựa vào một mạng lưới rộng lớn, các tàu chở dầu và các công ty quản lý tàu ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau để vận chuyển dầu mỏ của mình cho khách hàng ở nước ngoài. Liên quan đến khả năng xảy ra tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada, Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập để thảo luận về quan hệ với Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa áp thuế toàn diện với tất cả hàng hóa Canada. Một nguồn thạo tin cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều nay 4 tháng 12 theo giờ địa phương. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Trudeau sẽ phải tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo đối lập thống nhất quan điểm trong quan hệ với Mỹ, trong bối cảnh chính phủ thiểu số của Thủ tướng Trudeau đang yếu thế và phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Ngày 30 tháng 11, truyền thông Canada đưa tin Thủ tướng Trudeau đã có cuộc gặp với ông Trump tại Florida. Tuy nhiên, ông không thể đảm bảo rằng Tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ rút lại các mức thuế quan với tất cả hàng hóa của Canada. Trước đó, ông Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế 25% với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, trừ khi hai nước này ngăn chặn dòng người di cư và ma túy. Canada là một trong những nước phụ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu trên thế giới, với 77% hàng hóa xuất khẩu của nước này là thị trường Mỹ.
Hôm qua, Nam Phi đã chính thức công bố nhiệm kỳ chủ tịch hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 với cam kết sẽ tập trung vào việc huy động tài chính cho các quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mở rộng việc xóa nợ cho các nước đang phát triển. Phát biểu tại lễ công bố chính thức nhiệm kỳ chủ tịch G20, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết sẽ tận dụng cơ hội này để thúc đẩy các ưu tiên phát triển của châu Phi và Nam bán cầu. Cụ thể, Nam Phi sẽ cùng với các đối tác hành động để tăng cường khả năng phục hồi sau thảm họa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế mở rộng quy mô tái thiết sau thảm họa. Ngoài ra, các ưu tiên khác sẽ bao gồm tăng cường tài trợ để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và đảm bảo các nguồn khoáng sản quan trọng được khai thác ở châu Phi mang lại lợi ích cho các quốc gia và cộng đồng khu vực. Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo G20 sẽ diễn ra tại thành phố Johannesburg vào tháng 11 năm 2025. Sau Nam Phi, Mỹ sẽ tiếp quản chức chủ tịch G20 tiếp theo. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ của các nước châu Phi đang ngày càng tăng và càng bị trầm trọng thêm bởi những cú sốc về kinh tế, về biến đổi khí hậu và sự phản ứng toàn cầu không đầy đủ, thì nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Nam Phi là cơ hội để đưa những vấn đề này lên bàn ưu tiên trong chương trình nghị sự của nhóm. Hồng Minh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Nam Phi. Cơ quan vũ trụ châu Âu chuẩn bị phóng hai vệ tinh để nghiên cứu lớp ngoài cùng của mặt trời, được coi là vành nhật hoa. Cơ quan này khẳng định sứ mệnh sẽ đóng vai trò tiên phong cho các chuyến bay vũ trụ khác hỗ trợ nghiên cứu về sóng hấp dẫn, hành tinh ngoài hệ mặt trời và hố đen. Hai vệ tinh thuộc sứ mệnh Proba 3 sẽ được phóng vào ngày 4 tháng 12 từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan của Ấn Độ. Hai vệ tinh này sẽ bay cách nhau 144 mét. Một vệ tinh che ánh sáng mặt trời giống như tạo một nhật thực nhỏ để vệ tinh còn lại quan sát rõ vành nhật hoa. Điều này giúp các nhà khoa học thu thập thông tin quan trọng về gió mặt trời và các vụ nổ khí lớn từ mặt trời. Đây là những hiện tượng có thể gây nhiễu tín hiệu vệ tinh hoặc làm gián đoạn lưới điện trên trái đất. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra một loại nhật thực nhân tạo trong không gian. Khi hai vệ tinh hoạt động cùng nhau, một vệ tinh sẽ che khuất phần sáng của mặt trời, cho phép vệ tinh còn lại quan sát chi tiết vùng hào quang xung quanh mặt trời. Đây là một phần rất quan trọng của mặt trời, nhưng rất khó quan sát từ trái đất, ngoại trừ những lúc xảy ra nhật thực toàn phần. Cơ quan vũ trụ châu Âu đã dành hơn 10 năm để lên kế hoạch cho sứ mệnh này. Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu vành nhật hoa của mặt trời xuất hiện trong nhật thực bởi nhiệt độ của nó. Bề mặt mặt trời có thể đạt 6.000 độ C, trong khi nhiệt độ của vành nhật hoa vào khoảng 1 triệu độ C. Bằng cách tạo ra nhật thực kéo dài hàng giờ, Proba 3 sẽ tạo dữ liệu giúp giải quyết bí ẩn này. Người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm mới đây đã có dịp chứng kiến một màn biểu diễn đẹp mắt nhưng cũng không kém phần mạo hiểm của một nhóm vận động viên trong nỗ lực lập kỷ lục thế giới mới về số người cùng nhảy dù tập thể. Một nhóm gồm 96 người đến từ 20 quốc gia khác nhau đã cùng nhau lập nên kỷ lục về số lượng người tham gia nhảy dù và tạo hình lớn nhất thế giới. Theo đó, nhóm vận động viên đã cùng thực hiện biểu diễn nhảy dù tại bang Arizona của Mỹ. Đối với kỹ thuật nhảy dù này, các thành viên phải tìm cách giữ thăng bằng sao cho cơ thể luôn ở trạng thái như đúng trên mặt đất. Tư thế này khá phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp khéo léo giữa các thành viên trong đội. Cả đội đã luyện tập trong suốt 2 năm để có được buổi biểu diễn đặc sắc như ngày hôm nay. Với màn trình diễn ngoạn mục trên, những người yêu môn thể thao mạo hiểm này đã phá vỡ kỷ lục trước đó được lập bởi một đội nhảy dù gồm 84 thành viên vào năm 2019. Tình trạng thái hóa đất đã và đang lan rộng toàn thế giới với tốc độ 1 triệu km2 mỗi năm. Điều này đang làm suy giảm các nỗ lực ổn định, bảo vệ thiên nhiên và thậm chí là ảnh hưởng tới việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm bền vững. Đây là báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam của Đức. Theo báo cáo, diện tích đất bị suy thoái hiện đã lên tới 15 triệu km2, lớn hơn cả diện tích châu Nam Cực và tương đương 90% diện tích nước Nga. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hệ sinh thái trên đất đã hấp thụ gần 1/3 lượng ô nhiễm CO2 do con người gây ra, nhưng trong thập kỷ qua, khả năng hấp thụ CO2 dư thừa của cây cối và đất đã giảm 20% do nạn phá rừng và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng nguy cấp này, tại hội nghị thượng đỉnh của 200 quốc gia trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa UNCCD diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi quản lý đất bền vững. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã thấy việc khôi phục đất đai đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để giải quyết một số thách thức như biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, bất bình đẳng kinh tế, di cư cưỡng bức và thậm chí là bất ổn toàn cầu. Cùng nhau, chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành.
Cách chúng ta quản lý đất đai ngày nay sẽ trực tiếp quyết định tương lai của sự sống trên trái đất. Việc phục hồi đất trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ nền tảng của nền kinh tế, an ninh và cuộc sống của chúng ta. Báo cáo cũng cho biết hiện 1/3 dân số thế giới đang sống ở các vùng khô hạn, đất bị suy thoái trên trái đất, bao gồm 3/4 châu Phi, điển hình như khu vực Nam Á, Địa Trung Hải, miền Bắc Trung Quốc, tiểu bang California và vùng cao nguyên nước Mỹ.